Chào mừng các bạn đến với kênh Manga Anime Officials và mình là Tai Hồ. Trong video lần trước về Record of Ragnarok thì chúng ta đã tìm hiểu về quá khứ của Tần Thủy Hoàng. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem liệu Tần Thủy Hoàng sẽ vận dụng sức mạnh của mình cũng như là để giữ lời hứa và đánh bại vua của địa ngục Hades như thế nào. Và mình phải cảnh báo đó là video hôm nay chắc chắn sẽ chứa spoil tất cả nội dung trong chap mới nhất của manga. Vì vậy, nếu như các bạn không muốn bị spoil thì hãy cút ra ngoài. Hoặc các bạn là những người lười đọc thì hãy để chúng mình tóm tắt lại chapter này cho các bạn nhé. Được rồi, vậy thì không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở chương trước, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều pha hồi tưởng quá khứ của Tần Ca. Đoạn mở đầu của chương này là quá khứ khi Tần Thủy Hoàng còn giữ cái tên doanh chính, với việc giới thiệu lý do tại sao anh có được năng lực cảm nhận nỗi đau. Hóa ra khả năng này không liên quan gì đến Sivu khởi thức và nó có thể được loại bỏ nếu như anh chế mắt đi. Đoạn sau của chương này là màn đấu khẩu ngắn ngủi của hai vị vua, hứa hẹn sẽ mang đến một màn chiến đấu mãn nhãn ở chương sau. Và chương thứ 60 ngày hôm nay khởi đầu với hình ảnh của đấu trường Ragnarok vẫn còn rất tan hoang sau trận chiến của hai vị vua. Mặc dù rằng trận chiến này còn chưa kết thúc, nhưng có lẽ các khán giả của nơi đây cũng đã có cho mình những cảm xúc kỳ lạ. Nhất là những khán giả thuộc về phía nhân loại đều sững sờ khi nghe được câu chuyện quá khứ của Tần Ca. Hóa ra anh không chỉ hồi tưởng mà còn kể nó ra cho tất cả mọi người ở nơi này cùng biết đến. Xúc động nhất chính là Geru, đến mức mếu máu nước mắt nước mũi tùm lum các thứ. Nhưng đương nhiên, khi mà phải sống và chịu sự căm ghét của mọi người trên mảnh đất kẻ thù, hoàn cảnh thật đặc biệt, chưa kể đến việc phải chịu nỗi đau vượt quá sức tưởng tượng ấy thì đã giúp cho Tần Thủy Hoàng có được năng lực nhìn thấy những ngôi sao, hay nói đúng hơn là những yếu huyệt của đối thủ mà không cần sở hữu con mắt Byakugan. Và Tần Ca chịu đựng những đau đớn khổ sở, sống và trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt như thế cũng chỉ là để có thể hoàn thành lời hứa từ năm xưa. Trái với biểu cảm của những khán giả với nhân loại hay là Geru thì vị vua âm ti chẳng mảy may bất ngờ trước quá khứ của Tần Thủy Hoàng. Trái lại, ngài còn nở một nụ cười tự tin rồi mỉa mai việc hy sinh bản thân để trở thành vị vua vĩ đại nhất của Tần Ca. Nhân lúc sức mạnh từ hồi tưởng chưa cạn kiệt, Tần Ca tranh thủ gọi về hình ảnh của cô gái đã từng nuôi anh như là con đẻ bằng cách nhắc lại lời hứa của mình rằng để trở thành vị vua vĩ đại nhất thì anh nhất định phải không được để thua ai hết. Và có lẽ trận chiến này cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Vị MC của Ragnarok cũng phải hô to rằng ở thời điểm hiện tại, vị vua của âm giới Hades đã bị vị vua của nhân loại dồn vào thế khó. Giờ thì chúng ta cũng biết thêm được khả năng của Anvid, một Valkyrie chuyên về phòng thủ với kỹ năng mang tên quân thế thủ hộ thân hay là người bảo vệ quân thế. Kết hợp với sức mạnh của cô ấy với khả năng thể thuật thuộc hàng thượng thừa của Tần Thủy Hoàng thì ngay cả vị thần đã chinh chiến qua hàng ngàn cuộc chiến như là Hades cũng phải gặp khó khăn. Về phía ba vị thần đang đứng trên khán đài quan sát cuộc chiến, họ cũng nhận thấy rằng kỹ thuật của Tần Thủy Hoàng khá là đáng sợ. Dù đối thủ có là ai đi nữa, chỉ cần bị trúng đòn đạn không khí ấy thì không chỉ sức tấn công bị suy yếu mà khả năng phòng thủ cũng sẽ bị phá tan. Dù rằng thần Zeus cho rằng ai cũng có khả năng độc đáo cả và việc chiêu này của Tần Ca có thể ảnh hưởng đến cả Hades thì cũng không có gì đáng để cảm thán, thì về phía Ares vẫn cảm thấy vô cùng bức xúc khi không nghĩ ra được biện pháp để đối phó với đạn không khí. Không những không nghĩ ra cách để phản công, Hermes còn minh họa thêm cho sự khó chịu của tuyệt chiêu độc đáo ấy bằng cách ví nó với một nắm đấm không thể nhìn thấy được. Anh cho rằng đòn tấn công vượt ra ngoài khả năng nhận thức chính là đòn đáng sợ nhất trong một trận đánh. Khác với nắm đấm có hình dạng cụ thể thì đạn khí của Tần Thủy Hoàng gần như ở trạng thái trong suốt, nên việc để ý rằng đã trúng phải nó đã khó và thường thì khi để ý thì cũng đã quá muộn rồi. Như vậy, việc né tránh kỹ năng này có thể nói là dường như không thể. Đơn giản là không thấy thì làm sao mà né. Nghe đến đây thì Ares tức lắm rồi, cầm vị thần hơi mệt mà lắc lên lắc xuống, nói rằng Hades đã thống nhất cả âm giới mà phải chịu thua cái hơi thở của vua này à. Còn Zeus thì vẫn rất bình tĩnh, cho rằng nếu chỉ xét về tốc độ, sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu thì Hades vẫn hơn Tần Ca một bậc, thậm chí là vài bậc. Chẳng qua là Tần Thủy Hoàng đang tự bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của bản thân để chiến đấu hết sức mình mà thôi. Vị vua của âm ti bắt đầu nhận ra bản thân đang mất máu hơi nhiều. Ngài bắt đầu công nhận sức mạnh của đối thủ đến từ phía nhân loại, nhưng cũng không thể chịu thua vì bản thân mình cũng có một lời thề. Nói rồi Hades lao về phía đối thủ. Thấy vậy, Tần Thủy Hoàng nhanh chóng tung ra các đòn không khí về phía kẻ đứng trước mặt của mình. Nhưng bằng cách xoay tròn cây đinh Biden trên tay, thì Hades đã hóa giải toàn bộ đạn không khí hướng về phía bản thân. Đây chính là cách duy nhất để dù không nhìn thấy đường đạn mà vẫn có thể hóa giải nó. Đúng là nếu không thể né đòn thì chỉ có thể chặn đòn. Ngay sau đó, Hades tung ra một cú đâm về phía trước, nhưng Tần Ca đã kịp cúi xuống để né đòn, chỉ để nhận thêm một cú đá bồi đến từ vị trí của vua địa ngục. Tuy nhiên, sát thương từ cú đá này không hề cao, chỉ khiến cho Tần Thủy Hoàng ho ra máu một chút, và sau đó vẫn kịp phản đòn bằng hơi thở của vua, đạn không khí. Dù Hades đã nhận ra và vung cây đinh ba để chặn đòn, nhưng quá muộn, đòn tấn công vô hình đã chạm được vào người vị thần. Ngay lập tức, chuyển động của Hades như chậm lại, và với Sivu kích thức Bạch Hổ Hồ Nguyệt, Tần Thủy Hoàng tung ra một cú đá mạnh tựa một cú vả yêu của chú mèo nặng hàng trăm kg về phía Hades. Đương nhiên là vị vua của âm ty vẫn có thể đỡ đòn, nhưng vẫn bị đá văng ra một đoạn khá xa. Phải nói rằng, dù vua âm giới có mạnh đi nữa thì cũng không thể phá được bí kỹ của vua nhân loại. Tuy vậy, Hades vẫn có thể đứng vững trước đòn tấn công vừa rồi, chỉ để nhận ra là cánh tay trái của mình đã mất đi một miếng thịt lớn. Thấy vậy, cả hai bắt đầu nhìn nhau thật trìu mến khi chiến ý của cả hai đều dâng lên cao nhất. Và chương thứ 60 này kết thúc tại đây. Các bạn thấy chương này thế nào? Một chương khá ngắn với những cảnh chiến đấu mãn cả đôi nhãn của Tần Ca và Hades. Đoạn mở đầu của chương này là màn võ mồm đến từ hai đấu sĩ, và đương nhiên là không quên nhiệm vụ giải thích kỹ năng đến từ vị trí của Brand Hill và ba vị thần Hy Lạp. À quên, Ares đương nhiên là không thể không tấu hài rồi. Đoạn sau của chương này là màn chiến đấu ngắn ngủi giữa hai vị vua, hứa hẹn sẽ mang đến một màn chiến đấu mãn nhãn hơn ở cả chương sau. Ở chương sau thì có lẽ sẽ là màn chiến đấu dữ dội, rất có thể sẽ là buff hồi tưởng đến từ vị trí của vị vua âm ty, còn phần thắng nghiêng về ai thì mình xin phép không đoán tiếp và để cho mọi người cùng đoán ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, mình thật sự nóng lòng khi muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở chương tiếp theo. Và vừa rồi là toàn bộ diễn biến diễn ra trong chapter mới nhất của manga Record of Ragnarok. Theo như mình thấy thì chapter lần này khá là ngắn, và những cảnh combat bằng mõm thì nhiều hơn là những cảnh combat bằng tay chân. Vì vậy chúng ta hãy cùng hy vọng là chapter sau chúng ta sẽ có nhiều cảnh đánh đấm hơn, cũng như là đặc sắc hơn một chút nhé. Rồi, vậy thì nếu như các bạn vẫn còn chưa đăng ký kênh thì đăng ký đi. Cũng như là đừng quên like và share cho bọn mình, để mình có thêm động lực để làm tiếp video hay hơn nữa. Và có vấn đề gì thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới để chúng mình đọc cũng như là xem xét cải thiện bản thân trong tương lai. Được rồi, vậy thì chuyển sang phần Q&A nào. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu câu hỏi Q&A về bản thân mình. Tên thật thì mình sẽ không tiết lộ vì mình không muốn tiết lộ cho các bạn. Các bạn chỉ cần biết mình là Tai Hồ. Hiện tại thì mình đang đầu 2 nhân 20 tuổi. Mình đã làm cho kênh được cũng gần 1 năm rồi. Và mình sở thích của mình thì như các bạn thấy đằng sau, đấy là lắp ráp mô hình, sưu tập cũng như là đọc manga. Nhưng mà số lượng manga của mình thì không nhiều lắm, cũng tạm tạm. Thể loại mình yêu thích thì đấy là Mecha, Supernatural, phiêu lưu, gì nữa ta, một chút tâm lý học và side of life, thể loại đời thường. Nói chung là những cái thể loại đời thường ấy thì tuy các bạn nghĩ nó có vẻ hơi tẻ nhạt, nhưng mà sau những cái ngày làm việc mệt mỏi mà các bạn về các bạn xem anime đời thường ấy, thì mình thề các bạn, nó cứu rỗi bạn nhiều lắm luôn đấy. Còn về khá nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là mình mua thanh kiếm này ở đâu, cũng như là nó là thanh kiếm của ai. Thì thanh kiếm này thực ra mình mua ở Lazada vào năm ngoái với giá 500.000. Thanh kiếm này là của Zoro trong One Piece. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể để ý. Và đây chỉ là kiếm gỗ thôi, không phải kiếm thật. Còn một vấn đề nữa đấy là khá là nhiều bạn nhắn tin hỏi là mình có bán lại cái poster vải của 86 hay không thì không, mình không bán. Bởi vì nhìn đi, nhìn cặp đuôi này đi, có lại muốn bán cặp đuôi của Lena, thằng Limited mà, ai lại bán, đúng không? Ồ, đừng giận nhá. Rồi, vậy thì đấy là toàn bộ tất cả những gì mà các bạn cần biết về mình, editor chú hề của Manga Anime Official. Được rồi, vậy thì nếu như các bạn thích thì hãy ủng hộ chúng mình nhé. Mình sẽ xin phép anh xin được lên sóng nhiều hơn. Rồi, vậy thì tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.